Đây là bún thu dung này. Thu dung này là mình dùng rồi rất an tâm nhé. Đấy, này mua à, không sao. Mua 2 túi để cho 4 người ăn một bữa. Bún thu dung là 18.000 này. 1 kg. Thì một túi này là 5.000 này. Cái thu dung này họ có rất nhiều sản phẩm, như bún này, họ bún này rồi miến này, miến khô, miến rong như đấy, 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 đấy là những sản phẩm này rất an tâm. Ngày sản xuất này thậm chí là có giờ luôn, 7 giờ 11 phút ngày 15 tháng 7. Đấy, đơn vị 300 g này, Mega Market Thăng Long này. Đấy, có mã vạch của nó đúng không? Bún tươi thu dung ngày sản xuất, ngày cân hạn sử dụng, dùng trong ngày rất sử dụng trực tiếp thì ngon. Cái này mình rất an tâm luôn. Ngoài bún thì họ có phở nhé. Đây, phở này, phở tươi thu dung này. Cũng thế, giá 16, cái bún thì 18, giá cái này 16. Đấy. Các bạn nên mua ở trong Metro, Mega Market, hoặc là nếu mà nói chung là chịu khó đi chợ. Đấy. Bún tươi thu dung các bạn nhé.